Không phải ngẫu nhiên mà trên các cung đường có chỗ thì vạch kẻ phân làn đứt đoạn, có chỗ lại kẻ vạch liền. Nó đều liên quan đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Thế nhưng bất chấp quy định, nhiều xe ô tô vẫn cứ lấn làn tại những nơi có vạch liền để vượt xe khác, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. 24 giờ cùng DRT vừa nhận được thêm một clip từ người dân cung cấp với mong muốn mọi người tham gia giao thông một cách cẩn trọng hơn. Theo đoạn clip do camera hành trình xe ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại, vào lúc 12 giờ 03 phút ngày 17 tháng 3 năm 2024, tại đường Giải Phóng thuộc xã Ezong, huyện Krông Bách, mọi phương tiện đang lưu thông bình thường, thì chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 47A04242 đi băng băng trên đường, lấn hoàn toàn sang làn ngược chiều để vượt chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình và một xe khác, trong khi đoạn đường này kẻ vạch liền. Việc làm này quá nguy hiểm nếu chẳng may gặp tình huống bất ngờ hoặc xe đi ngược chiều không tránh kịp.